Galaxy Note 9 hiện tại giá chỉ còn chưa đến 10 triệu anh em nhé. Chỉ hơn 9 triệu một chút thôi là anh em có thể mua được một chiếc Galaxy Note 9 rồi, bản của Mỹ. Hàn Quốc thì đắt hơn một tẹo và bản Việt Nam thì đắt hơn một tẹo nữa, bản quốc tế cũng vậy. Chào các bạn, mình đến từ MMVN. Và ngày hôm nay mình sẽ làm clip này chỉ để hướng dẫn anh em cách phân biệt được đâu là chiếc Note 9 của Mỹ, đâu là chiếc Note 9 của Hàn Quốc và đâu là Note 9 của Việt Nam. Và mình sẽ làm luôn một clip, và mình sẽ làm luôn cái so sánh tốc độ loát cũng như là cái chơi game cũng như là hiệu năng của những chiếc máy này, xem anh em nên chọn mua một chiếc máy nào nhá. Thì việc đầu tiên mình sẽ nói đến ưu và nhược điểm của từng loại luôn. Bên ngoài cùng phía tay trái này của mình ấy là một chiếc của Mỹ, và anh em cũng biết ấy, Mỹ thì dùng là chip Mỹ, chip Snapdragon 845 của Qualcomm. Sản phẩm CPU Snapdragon 845 là sản phẩm CPU hiện tại đang mạnh thứ ba anh em nhé, sau Snapdragon 855 bây giờ nó nằm trên chiếc Note 10 ấy, và Snapdragon 855 Plus. Một số ít sản phẩm mới được sử dụng thôi, một số sản phẩm của Xiaomi hay một số phẩm chuyên game là sử dụng chiếc Snapdragon 855 Plus. Và máy ở giữa này là máy của Hàn Quốc, mình có một chiếc máy màu nâu đồng ở đây, một chiếc của Hàn Quốc. Thì một sản phẩm Hàn Quốc người ta sẽ sử dụng CPU của Samsung, một chip của Samsung là một chip Exynos. Và bên này là sản phẩm mà bán ra thị trường tại Việt Nam. Đây là sản phẩm bán ra thị trường Việt Nam có hai sim cứng luôn, và nó là sản phẩm quốc tế ở một số nước xung quanh chúng ta đang dùng, ví dụ như là ở Myanmar hay là Malaysia cũng sẽ dùng sẽ là dùng sản phẩm này. Còn nếu mà sản phẩm mà xuất ra thị trường châu Âu ấy cũng có sẽ có tên mã là giống như sản phẩm này, nhưng nó chỉ có một sim thôi anh em nhá. Và đây cũng sở hữu CPU của Samsung luôn, đó là Exynos. Thì nhược điểm và ưu điểm của hai cái CPU sẽ là như nào thì chúng ta cũng được biết đấy. CPU Snapdragon thì có hiệu năng nó tốt hơn, anh em chơi game nó chắc chắn là một điều nó sẽ sướng hơn rồi. Nghe đồn là đâu nó nóng hơn một chút, nhưng mà cái đấy không quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì là anh em sẽ không bao giờ cảm nhận được đâu. Quan trọng là chúng ta chơi game sẽ sướng hơn, đồ họa các thứ đều tốt hơn. Chút nữa mình sẽ test cụ thể xem là nó tốt hơn như thế nào. Chưa chắc anh em đã nhận được đâu, nhưng mà cứ test thôi nha. Sản phẩm của Hàn Quốc và Việt Nam sử dụng Exynos thì có những ưu điểm là nó là chip của Samsung, độ ổn định nó sẽ cao hơn so với một chip của hãng khác, và nó sẽ sử dụng hai sim nếu anh em muốn. Ở đây anh em muốn là như nào? Mặc định Việt Nam hai sim rồi, nhưng châu Âu và Hàn Quốc hay một số nước chỉ dùng một sim thôi thì nó chỉ là một sim thôi. Anh em muốn dùng hai sim thì anh em phải chạy phần mềm, phải dùng một số thủ thuật để làm hai sim, chứ mặc định nó không hai sim được, như của Việt Nam hai sim luôn. Đây là một sản phẩm của Việt Nam nhá, được bán ra ở chính hãng ấy. Và hiệu năng của nó thì về lý thuyết thì nó sẽ thấp hơn chiếc 85 một chút, Qualcomm 85 của Mỹ một chút, và nhưng mà nó sẽ mát hơn. Nhưng mà cái đấy nó khó cảm nhận lắm, nhưng mà nghe về lý thuyết là như vậy thôi, mình cũng nghe anh em đánh giá là như vậy. Nhưng mà ổn định và độ bền của những CPU này sẽ tốt hơn bản Qualcomm Snapdragon 845 anh em nhá. Sản phẩm nào sử dụng chip Snapdragon 845 thì hiện tại mình được biết chỉ có sản phẩm của Mỹ với tên mã là N960U1, sản phẩm của Nhật Bản được phân phối bởi nhà mạng SoftBank, Docomo và AU thì sẽ có một số tên modem, tên mã khác nhau. Và một sản phẩm nữa là sản phẩm Hồng Kông với hai sim nhưng lại sử dụng chiếc Snapdragon 845, thường sẽ có tên mã là N9600 anh em nhé. Nhưng sản phẩm đấy thì hiếm lắm, anh em mua được sản phẩm đấy thì cực kỳ khó mua luôn. Đó là Snapdragon 845 nhưng lại hai sim. Những sản phẩm đa phần tất cả các nước còn lại, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc và một số nước ở châu Âu thì đã sử dụng Exynos. Thế nên anh em đi mua ấy thì anh em cũng biết cách phân biệt là như vậy. Mà cách xem chip thì cũng đơn giản thôi, chúng ta cài phần mềm AnTuTu và chúng ta kiểm tra. Nếu là 845 thì nó phải là Mỹ, Nhật và Hồng Kông, và tên mã modem mình vừa nói là phải trùng. Nếu là Exynos ấy, thì nó phải là một số nước khác có tên mã là N960N giống như của Hàn Quốc này, hay N960FDS của Việt Nam và quốc tế anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái bước mà mình chạy AnTuTu và đo hiệu năng và chơi game của những chiếc máy này xem nó sẽ như thế nào. Đây, chúng ta sẽ nhớ lại, ở ngoài cùng bên tay trái này của mình ấy là máy của Mỹ, ngoài cùng bên tay phải này là của Việt Nam, và ở giữa là Hàn Quốc nha. Ở đây thì mình đã cài hết tất cả những phần mềm để chúng ta có thể sử dụng được rồi. Đây, mình đã có sẵn AnTuTu ở đây. Mình sẽ để hết tất cả các độ sáng màn hình lên, tất cả về màn hình, về RAM, về các thứ còn lại đều giống nhau anh em nhé, đều giống nhau hoàn toàn luôn, giống y như nhau luôn. Đó, mình đã cài hoàn toàn đây rồi. Mình sẽ để sáng màn hình hoàn toàn đây, chúng ta có thể nhìn thấy nó rất là tương đồng với nhau.
Bây giờ mình sẽ vào phần mềm AutoTu và mình sẽ chạy thử AutoTu xem là chiếc máy nào có điểm số là cao hơn. Về lý thuyết sẽ là sản phẩm của Mỹ là Snapdragon 855. Bây giờ mình sẽ thoát hết đa nhiệm đi. Thoát hết đa nhiệm đi nhỉ. Thoát hết đa nhiệm hoàn toàn đi. Trong lúc chạy AutoTu mình sẽ nói sơ qua về những ưu điểm tiếp của những cái máy này nếu mà trong quá trình sử dụng cụ thể. Về vấn đề cấu hình thì mình đã nói qua rồi. Bây giờ mình sẽ chạy thử luôn. À, từ từ đã, mình sẽ cùng xem qua cấu hình lại một lần nữa. Đây là các bạn có thể nhìn thấy này. Đây là sản phẩm của Mỹ. Đây mình vào lại đã. Mình không thể ép nó chạy được. Bắt nó chạy xong. Ok thì chúng ta có thể nhìn thấy sản phẩm của Mỹ ở bên này. Nó có tên mã là U ở đây. Và chúng ta có thể nhìn thấy kiểu CPU là Snapdragon 845 nhé. Snapdragon 845 này. Ở đây là một thiết bị của Hàn Quốc. Thì nó sẽ là sử dụng CPU là Exynos 9810. Của Việt Nam cũng là thế luôn. Giống hệt nhau. Camera này cũng đều như vậy. 12-12. Độ phân giải màn hình là Full HD. RAM là 6GB. Thì chỉ duy nhất cái phiên bản của Hàn Quốc có một cái phiên bản là bộ nhớ trong là 52GB ấy. Là RAM nó sẽ là 8GB các bạn nhé. RAM sẽ là 8GB. Sản phẩm đấy thì khá là hiếm, nó không có nhiều đâu. Nhưng mà sản phẩm 128GB thì rất là nhiều. Cấu hình thì cụ thể là tất cả các thứ đều như nhau thôi. Bộ nhớ trong của nó là 128GB. Tất cả các con đều như vậy, đều là 128GB. Và độ phân giải màn hình cũng như là cảm biến camera trước, các thứ đều như nhau. Đấy, mình sẽ bỏ qua cái việc này. Chúng ta sẽ cùng vào xác minh này. Vào xác minh thiết bị này thì nhận thấy là thông số kỹ thuật ở đây nó sẽ bao là khớp hết, bởi vì là bản thân AnTuTu nó sẽ tích hợp những cái thông số chuẩn của nhà sản xuất cũng như là thông số ở trên máy này để nó đo những cái máy này có phải chính xác hay không nếu các bạn nhìn thấy là hàng nhái. Bởi vì là những không có dữ liệu trên hết thì chúng ta sẽ không nên mua, bởi vì đây nó sẽ báo là hàng chuẩn luôn nhá. Samsung như này này, thông số kỹ thuật trùng khớp, thông số kỹ thuật trùng khớp này là ok này. Oh, cái này là chỉ là anh em để xem phụ thôi. Bây giờ mình sẽ chạy thử xem là như thế nào. Đấy. Thì ưu điểm tiếp khi mà chúng ta sử dụng những chiếc máy này ấy, thì các bạn sẽ biết là bản thân một chiếc máy của Hàn Quốc nó sẽ không sử dụng được Samsung Pay tại Việt Nam. Bởi vì khi sử dụng Samsung Pay tại Việt Nam ấy, những cái máy của Hàn Quốc nó sẽ yêu cầu là anh em phải sử dụng SIM của Hàn Quốc. Thế nên là chúng ta sẽ không sử dụng Samsung Pay được. Máy của Mỹ chúng ta sẽ sử dụng Samsung Pay được, nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng được thẻ Visa thôi, như Visa Debit hay là Mastercard ấy, hay là thẻ tín dụng của anh em thôi. Còn máy của Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn sử dụng tất cả các loại thẻ, cả thẻ ATM bình thường tại Việt Nam luôn. Cái ưu điểm của máy Việt Nam là vậy, bởi vì là nó sản xuất ra là dành cho người Việt và chúng ta sẽ dùng được hết. Cũng cùng với đấy thì chúng ta có thể sử dụng được một số cái chương trình như là quà tặng Galaxy của ấy, chúng ta sẽ sử dụng được. Vấn đề ở đây là hiện tại là con chiếc máy của Hàn Quốc là mình vừa giờ mình chạy và mình đã dừng lại, thành ra là bây giờ nó đang bị không cho chạy. Đây mình sẽ dừng lại hoàn toàn, mình chạy lại cái AnTuTu của máy Hàn Quốc để chúng ta cùng xem. Bây giờ mình sẽ bật thử cái loa xem chất lượng loa của nó sẽ là như thế nào nhá. Đó, loa rất to luôn. Và nó sẽ được phát lên trên cả hai loa anh em ạ. Đây này. Như mình được biết ở trên chiếc Galaxy Note 8 ấy thì nó chỉ phát loa ở bên dưới này thôi. Ở bên trên nó có khoan, nên nó sẽ phát ra cả hai loa này. Cho anh em xem phim sẽ cả cảm giác nhân thành vòm rất là hay. Cả loa rất là to luôn. Đây là một chiếc máy của Hàn Quốc có màu đỏ nha. Anh em có thể nhìn thấy máy của Hàn Quốc, mình đang hướng dẫn anh em cách xem video để phân biệt đấy. Bên dưới này nó sẽ chỉ có một dòng chữ như này thôi. Anh em có thể xem lại video hướng dẫn phân biệt mua máy Hàn Quốc cũng như là mua Mỹ mình đã từng làm. Đây thì mình sẽ chỉ có phân biệt qua hai những cái máy này với nhau và mình sẽ chạy test cái khả năng như tốc cũng như là tốc độ tất cả các thứ của hai chiếc máy này, của ba chiếc máy này để anh em có thể quyết định là mình nên mua một chiếc máy nào. Anh nói qua về cấu hình thì anh em cũng biết là nếu mà anh em chơi game ấy và không cần hai SIM thì anh em mua máy Mỹ đúng không? Nhưng một điều là máy Mỹ nó cũng sẽ không ổn định nhiều bằng những máy của Hàn Quốc cũng như máy của chính Việt Nam, bởi vì là bản thân Samsung nó sản xuất ra CPU và nó đóng luôn trên sản phẩm của mình thì chắc chắn là sẽ tốt hơn nhiều so với sản phẩm mà nó phải đi Samsung, người ta phải đi mua CPU và làm lên. Thì vì sao nó lại có trường hợp như vậy thì cũng cái câu chuyện này theo kinh nghiệm của mình thôi. Bản thân Mỹ người ta chỉ muốn được dùng hàng của mình, ví dụ như là sản phẩm Apple là của Mỹ chẳng hạn, và Samsung
thì khi Mỹ được bán ra tại Mỹ thì Mỹ đã yêu cầu bắt buộc Samsung là phải dùng CU của Mỹ luôn, bởi vì người Mỹ người ta thích dùng hàng Mỹ mà. Cái này là cũng Samsung, cái việc mà Samsung cũng không hề muốn đâu, nhưng mà khi mà được muốn bán lại thị trường Mỹ thì bắt buộc phải dùng một sản phẩm của Mỹ đó, CU Snapdragon của Qualcomm. Nhật Bản thì người ta không hề ưa Samsung một chút nào, người ta không hề ưa một sản phẩm của Hàn Quốc một chút nào cả, vì người Nhật người ta rất khó tính. Chính vì thế là người ta yêu cầu cũng phải dùng CU Snapdragon 845 trên chiếc máy của Nhật Bản ấy, thậm chí nó không in logo của Samsung luôn anh em ạ, nó chỉ in chữ Galaxy thôi. Đấy là một cái điều rất là chặt chẽ ở bên Nhật Bản. Còn phiên bản Hồng Kông sử dụng Snapdragon 845 thì mình cũng không hiểu vì sao, có lẽ là cũng là do người dùng người ta yêu cầu, cũng là do cái hãng gọi là cái thương hiệu mà phân phối tại đất nước tại Hồng Kông người ta yêu cầu thôi. Còn những chiếc máy Note 9 của bán ra tại thị trường Trung Quốc ấy thì bản thân mình thì cũng chưa được cầm vào, nhưng mà nếu theo đúng như những sản phẩm khác, ví dụ như A7 hay là những chiếc S7 ấy, thì cũng sẽ sử dụng chip Snapdragon 845. Người Trung Quốc cũng sẽ yêu cầu Hàn Quốc sản xuất như vậy. Bởi vậy bản thân những thị trường đấy là những thị trường rất lớn và tiềm năng, thành ra Samsung họ sẽ chiều người tiêu dùng, thành ra họ sẽ phải sản xuất như vậy. Quá trình mà chúng ta test AnTuTu này thì thực sự là sẽ rất là lâu, nó sẽ rơi vào tầm vài phút anh em nhé. Và sau khi quá trình chờ đợi xong thì tất nhiên là các bạn có thể nhìn thấy đúng như lý thuyết nhé. Thì sản phẩm của Mỹ có cái điểm AnTuTu nó cao hơn hai sản phẩm của Việt Nam cũng như của Hàn Quốc. Và rất là bất ngờ ở đây thì chúng ta đã thấy được sản phẩm của Việt Nam lại cao hơn sản phẩm của Hàn Quốc luôn. Cụ thể thì ở đây là một sản phẩm Galaxy Note 9 của Mỹ thì nó sẽ cho cái số điểm là 340.766, Hàn Quốc là 316.892 và sản phẩm quốc tế bán ra thị trường tại Việt Nam ấy, thì 319.482, có nghĩa là sẽ cao hơn một chút xíu so với cả bản của Hàn Quốc, nhưng mà hai sản phẩm này thì nó thấp hơn tương đối nhiều so với bản của Mỹ, nó thấp hơn những gần 30.000, 25.000 anh em ạ. Cũng đúng rồi, bởi vì là sản phẩm của Mỹ có cái CU là tốt hơn, mà tốt hơn nhiều. Điểm cụ thể ở đây thì CU nó lại chi tiết thì CU nó lại thấp hơn, điểm CU sẽ thấp hơn hai cái sản phẩm của Việt Nam cũng như Hàn Quốc, nhưng điểm GPU lại cao hơn, điểm MEM cũng cao hơn luôn, có nghĩa là truy xuất bộ nhớ cũng như các thứ ấy thì sẽ cao hơn. GPU là rõ nhất và cái điểm xử lý cũng cao hơn, UX cũng cao hơn, xử lý ảnh rồi lướt web cũng như là độ mượt của màn hình thì sản phẩm của Mỹ là cao hơn. CU thì không bằng nhưng mà GPU rất tốt, GPU Arino ấy cực kỳ tốt luôn, bởi vì là Qualcomm là một trong những hãng sản xuất CU của các đồ họa thì phải, mình nhớ không nhầm là như vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy màn hình với độ giám sát nhiệt của máy Mỹ chỉ là 34 độ C thôi, và máy Hàn Quốc là 37 và máy Việt Nam là 36, nó sẽ báo đỏ luôn, còn máy của Hàn Quốc vẫn là xanh. Đấy, pin và màn hình thì chúng ta có thể thấy nhìn nó là giống nhau, 64 inch, 8 megapixel cho camera trước và 12x12 megapixel cho hai camera sau. Pin nó là 4000 đối với chiếc Note 9. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số cái công cụ chạy test những khác thôi, nhưng mình bỏ qua, mình chỉ test sơ qua như thế này thôi. Thì anh em có thể nhận thấy rằng nếu anh em mua để chơi game ấy, về độ xử lý của CPU thì không bằng máy của Việt Nam cũng như là máy của Hàn Quốc. Khi dùng CPU là Qualcomm thì 845 nó xử lý sẽ không thể bằng được CPU của, không thể bằng được một chút thôi anh em ạ, CPU của Exynos của Samsung. Nhưng mà GPU ấy, có nghĩa là chip đồ họa của nó rất là tốt luôn, điểm số rất là cao.
chúng ta sẽ cùng xem qua một chút xíu nữa ở cái phần phone info xem là nó có khác tí một chút nào không này. Rồi chúng ta sẽ cùng đến, mình sẽ chạy test game nhá. Ok thì hai cái ba chiếc máy này thì chúng ta có thể nhận thấy là máy của Hàn Quốc, ở đây nó báo là sản xuất tại Hàn Quốc anh em ạ. Còn chiếc máy của Việt Nam là sản xuất tại Việt Nam và máy của Mỹ cũng sản xuất tại Việt Nam luôn. Mình nghĩ có lẽ là người Hàn Quốc khó tính ấy nhỉ. Bắt buộc sử dụng sản phẩm của bên họ là phải sản xuất Hàn Quốc. Nhưng mà không vì thế mà chất lượng nó kém hơn đâu anh em nhé. Tại vì tất cả những sản phẩm này của Samsung đều được sản xuất linh kiện tại một nhà máy. Tại một nhà máy, mỗi linh kiện sản xuất tại một nhà máy khác nhau. Sau đó là dồn về ví dụ như là Hàn Quốc và Việt Nam tại những nhà máy lắp ráp. Mình có Bắc Ninh và cả Thái Nguyên thì tại là những nhà máy đấy sẽ là nơi lắp ráp thôi chứ không phải nơi sản xuất ra linh kiện. Có một số linh kiện của sản xuất của hãng khác cơ. Ví dụ ở đây mình sẽ cùng xem, mình nhớ không nhầm là về camera, camera của chiếc Mỹ này, này. Chúng ta nhìn thấy này là sản xuất bởi Sony. Rất là lạ một điều đấy. Camera của máy Hàn Quốc thì mình không biết là của hãng nào, nhưng mình chỉ nhìn thấy Sony, mình nghĩ có lẽ là một cái gì đó của Sony. Của Việt Nam và của Hàn Quốc thì hai máy ảnh sẽ giống nhau, đều là giống nhau. Của cái hãng SLSI này mình không biết là nó viết tắt của cái hãng nào. Có lẽ là của Samsung bởi vì bản thân Samsung cũng sản xuất camera mà. Nhưng mà riêng của Mỹ thì sao lại của Sony luôn. Đấy, nó chỉ khác nhau là như thế thôi. Chip Wi-Fi, đây là một chip Wi-Fi của Samsung. Đây cũng là chip Wi-Fi của Samsung này mà ngoài Thái Lan, có lẽ là chip này được sản xuất tại Thái Lan này. Của Mỹ thì là một chip của hãng khác. Đó anh em có thể nhìn thấy không? Rất là hay ở chỗ đó. Exynos Qualcomm. Phần cứng tức là cứ khác nhau, nó RAM như nhau. Đấy thì là về rất về độ bền và các thứ ấy thì mọi người đều gọi là máy Hàn Quốc có nghĩa là bền hơn, nhưng mà chưa chắc đâu. Mình bán ra thì mình thấy cũng như nhau cả thôi. Anh em nhắc cái đấy thì mình không quan trọng. Quan trọng ở đây là chúng ta sẽ cùng chọn về cái khả năng sử dụng. Khả năng sử dụng thì qua điểm AnTuTu chúng ta có thể nhận thấy là chiếc máy của Mỹ đã tốt hơn. Bây giờ mình sẽ thử test về cái sử dụng thực tế. Ở đây thì mình test về vấn đề sử dụng đơn giản, bởi vì mình là người dùng bình thường, mình sẽ không giảm sung, giảm giếc hay làm bất cứ một cái gì anh em nhé. Mình cứ thế là mở máy cài ứng dụng và dùng thôi. Thế nên anh em xem clip này mà bảo là nên làm giảm cái này, lên tăng cái kia để cho máy này chạy tốt hơn thì mình cái việc đấy mình không biết. Mình chỉ là người dùng bình thường thôi anh em nhá. Bây giờ mình sẽ vào Chrome. Mình sẽ vào Chrome để mình lướt web xem là như thế nào. Ok. Mình sẽ vào một trang web. Thì đầu tiên là mình sẽ test trang web của bên mình đi. Trang web bên mình là msm.vn. Thì ở đây là bên mình cũng sẽ bán online nên toàn quốc. Anh em mua máy thì cứ đặt hàng qua bên mình qua số điện thoại là 0225 652 6789, hoặc anh em đặt hàng ở trên website là msm.vn nhá. Như website mình đang vào này thì bên mình sẽ liên hệ và ship COD đến tất cả các nơi cho anh em. Anh em cứ yên tâm là bên mình bảo hành rất là dài trong vấn đề mà anh em nhận được máy không ưng, anh em có quyền trả lại, không lấy tiền. À không phải trả tiền. Anh em chẳng mình nhầm là không lấy tiền, chết dở. Đây, mình đã làm một clip này thì chắc chắn là một điều là mình sẽ không bán máy với bản cho anh em rồi, anh em cứ yên tâm. Bây giờ mình sẽ vào thử xem là máy nào sẽ bán nhanh hơn. Anh em có thể nhận thấy một điều là cái máy của Việt Nam mình ấn sau, máy của Hàn Quốc thì mình cùng lúc với Mỹ, nhưng máy Hàn Quốc là vào trước và máy Việt Nam thì vào đồng thời với Mỹ luôn. Có lẽ là tốc độ lướt web của chiếc máy Hàn Quốc sẽ tốt hơn. Khi mà mình vào một cái trang như thế, mình sẽ vào một cái trang khác đi. Mình sẽ vào một cái trang trang dân trí nhỉ, trang báo. Cái trang này thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy là nó vào đồng thời với nhau, nhận nó vào đồng thời với nhau. Cái lướt web thì nó không quan trọng lắm. Cái quan trọng là ở đây là chúng ta xem cái hiệu năng lướt web nào nhanh hơn thôi. Đó, bây giờ chúng ta cũng đã test AnTuTu Benchmark rồi. Đó, cũng như nhau thôi, tất cả đều đồng thời. Bây giờ mình sẽ thử vào một cái game. Bây giờ mình sẽ cùng load game xem chiếc máy nào sẽ load game nhanh hơn nhé. Thì ở đây mình đã cài những game anh em hay chơi ấy, trong đó là có cái PUBG và một số game offline tương đối nặng của game load và một số game offline của những hãng khác để anh em mình test thử nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào trước là PUBG đi xem nó như thế nào. Mình sẽ vào đồng thời hai chiếc máy Mỹ và máy Hàn này.
Đấy, sau đó mình vào trong Việt Nam. Đó, anh em có thể chờ xem chiếc máy nào sẽ loát trước. Chúng ta sẽ hao trừ hao chiếc máy Việt Nam được một chút vì tay mình không đủ dài để ấn vào. Đó là bất ngờ, anh em có thể nhìn thấy không? Nếu cùng một lúc với máy Việt Nam và máy Mỹ thì xe máy Việt Nam và máy Mỹ sẽ tương đồng với nhau. Chiếc máy Hàn thì mình chạy cùng lúc với máy Mỹ thì chiếc máy Hàn chạy chậm hơn anh em ạ. Chạy chậm hơn và chậm hơn một chút. Nhưng cấu hình của hai chiếc máy này Hàn Quốc và Việt Nam đều như nhau, cái đấy là do phần mềm thôi. Đó, chúng ta có nhìn thấy là nếu mà cấu hình hai chiếc máy đều như nhau như chiếc máy Hàn và máy Mỹ này. À, máy Việt Nam và máy Mỹ ấy, thì chúng ta có thể nhận thấy là hai chiếc máy này loát game UVG sẽ tương đồng với nhau nhá. Chút nữa thì mình sẽ chơi thử xem nó sẽ là như nào. Bây giờ mình lại thoát ra, mình vào lại một game khác. Vào lại một game khác thì tất cả là đa nhiệm mình vẫn để nguyên. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em xem thử này. Đây, mình chỉ chạy PUBG và một số cái ứng dụng mình test vào giờ thôi nhá. Đó, đa nhiệm mình sẽ để nguyên. Bây giờ mình sẽ vào một cái game khác, đó là game Alpha 9. Game một game xe rất hay. Mình sẽ vào hai chiếc máy Việt Nam và Mỹ cùng một lúc xem như nào. Đây, sau đó mình vào chiếc hàng. Đó, anh em có thể thấy rất là tương đồng với nhau không? Về chế độ, về tốc độ load game rất là tương đồng với nhau luôn, màn hình các thứ đều y xì với nhau luôn. Đó, chúng ta có thể thấy tương đồng với nhau luôn anh em nhá. Không có gì đáng kể cả, không có gì là chậm hơn một chút xíu của giây thôi, không có gì đáng kể cả. Mình sẽ vào tiếp một game nữa nào. Hai chiếc máy Hàn Quốc và Mỹ chạy cùng này. Việt Nam sau này. Đó. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Rất là tương đồng này. Đó, chiếc máy của Hàn Quốc có lẽ là mình đã chạy sau và mình chưa kịp tải file thì bây giờ nó mới là loát như này, nhưng mà sẽ là tương đồng anh em nhé. Đó, vẫn đang loát, đang tải tiếp này. Ok, bỏ qua đi. Bây giờ sẽ là một cái game tương đối nhẹ mà anh em hay chơi. Đó là game Plants vs Zombies 2. À. Anh em có thể nhận thấy là loát rất là tương đồng, rất tương đồng luôn, gần như là không có sự khác biệt, cảm tưởng như là một chiếc máy cùng cấu hình với nhau. Anh em nhé, không có gì khác biệt cả. Đó, đấy là về tốc độ loát cũng như là tốc độ chơi ứng dụng, tất cả các thứ đều tương đồng với nhau luôn. Mình sẽ thử vào chơi thử game PUBG xem như thế nào nhá. Mình vào chơi thử đi. Để xem nó có khác biệt gì không. Bây giờ mình sẽ xoay ra như này, chúng ta sẽ cùng lại nhớ lại thứ tự nhá. Bên dưới cùng sẽ là máy Mỹ này. Trên này sẽ là máy Hàn Quốc này. Và trên cùng sẽ là máy của thị trường Việt Nam. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tắt đi. Mình sẽ cùng qua đây để vào chọn xem nào. Hoàn toàn là những cái game mình mới cài. Tài khoản đều là mới cài hết, không phải là tài khoản cũ anh em nhé. Tí sẽ cùng được bắn nhau với máy để xem là sẽ như nào, chứ không phải bắn nhau có một người thật đâu. Chủ yếu là máy thôi, người thật rất ít. Bây giờ mình sẽ cùng xem cấu hình. Ở đây thì đồ họa mình sẽ để được HDR luôn, full chai chưa có này. Mình sẽ để tốc độ khung hình cực cao, nhiều màu đi. Ok, đồng ý này. Ok, trên chiếc máy của Hàn Quốc xem như nào. Chúng ta cũng sẽ để được HDR, cũng sẽ để được cực cao, mình sẽ để được nhiều màu. Tất nhiên rồi, máy Việt Nam chắc cũng vậy thôi. Đấy, đồ họa cũng sẽ là HDR này. Full chai thì chưa ra mắt. Tất cả đều hoàn toàn như nhau anh em nhá. Mình sẽ để độ sáng là full hết. Ok, full hết. Ok. Ok. Chơi thử cho nào, cho nó nóng hơn chút nào nào. À, bật loa này nhá. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Âm thanh rất sống động luôn này. Tắt thử cho nào.
Ôi, như nhau anh em ạ, không khác nhau thế nào vậy? Hoàn toàn như nhau thôi anh em nhé, âm thanh tất cả cũng hoàn toàn như nhau thôi, hình ảnh cũng vậy, rất là giống nhau. Ok, chiếc máy của Mỹ đã nhảy dù rồi. Đấy, cho mình anh em xem lại nhá. Đây là sản phẩm của Mỹ, có chiếc Galaxy Note 9 ở dưới này, chỉ có Mỹ có thôi nhá. Đó. Mình đang nhảy theo đồng đội của mình. Ok, nhảy hết đi, nhảy hết đi, nhảy hết đi. Đó, anh có thể rất là mượt không? Máy này chơi rất là mượt, không phải suy nghĩ đâu. Chúng ta không cần thiết phải chơi Slap gần 855 hay là 855 Plus đâu. Bản thân mình đang dùng một chiếc Note 8 của Mỹ, sở hữu CPU là Slap gần 835. Mình chơi cũng gần như không thấy giật lag rồi, chơi rất là ngon. Đó, anh em còn nhìn thấy không? Sẽ không cảm thấy một độ giật lag cả trên CPU Exynos 9810 của Samsung, cũng không thấy giật lag gì luôn, chúng ta chơi rất là mượt luôn. Hình ảnh các tất cả các thứ đều giống nhau anh em nhá. Ok, mình đang nghe tiếng súng ở đâu nhỉ? Chạy vào nhà đi, nhà súng rồi, nhà súng rồi. Đó, anh có thể nhìn thấy không? Rất là mượt này, màn hình rất đẹp luôn, màn hình cực đẹp luôn. Đó, ôi, cái chiếc này mình đã có con địch đang bắn, mình giết nó. Đây là mình chơi máy nó rất là gà anh em ạ. Đây mình đấm nó thoải mái luôn. Ok, nhặt lên bắn thôi. Đâu? Ok, 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 ok. Đó, anh em có thể thấy không? Lo game tất cả mọi thứ đều rất là giống nhau. Đó, mình sẽ xoay lại nha. Ok, thì qua cái bài test của mình thì anh em có thể nhận thấy là thực ra là hai chiếc máy của Mỹ hay là của Hàn hay của Việt Nam, ba chiếc máy này ấy, thì nó chạy tất cả mọi thứ đều như nhau thôi. Chơi game tất cả mọi thứ đều như nhau, cảm giác mình cảm thấy này. Ok, đúng rồi, chiếc máy của Mỹ nóng hơn một chút xíu so với chiếc máy của Việt Nam, không thấy nóng đâu anh em ạ. Hơi bấm thôi, chiếc máy của Mỹ nóng hơn chút xíu, cái đấy nó không quan trọng, bởi vì rất là khó cảm nhận. Chính vì thế mình đang chơi những cái game bình thường, mình đang sử dụng những cái chức năng bình thường, mình cảm thấy nó chả khác nhau ạ. Chứ không phải là như anh em xem lý thuyết. Thường thường là rất nhiều anh em khách hàng của mình ý, thì xem lý thuyết, về mặt lý thuyết thì người ta đánh giá là máy của Mỹ sẽ chơi game tất cả các thứ sẽ tốt hơn. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi, mình là người sử dụng bình thường, mình sẽ không cảm nhận được những cái việc đấy đâu. Bây giờ mình chơi tất cả các chức năng của CPU Snapdragon 845 thì trên chiếc CPU Exynos 9801 nó cũng đáp ứng ok. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái điểm AnTuTu benchmark ở trên chiếc của Mỹ nó sẽ cao hơn tương đối là nhiều, cao hơn những mấy chục nghìn. Cao hơn chủ yếu ở đây nó sẽ là về vấn đề truy xuất bộ nhớ. Truy xuất bộ nhớ thì nó sẽ liên quan nhiều cái vấn đề, ví dụ như anh em có thể để pin yếu thì nó sẽ truy xuất, hay vấn đề về nhiều tài nguyên, nhiều dữ liệu thì nó sẽ truy xuất rất tốt, không bằng. Nhưng cái điểm cụ thể nhất ý, là GPU của trên chiếc Note 9 nó sẽ đã tốt hơn rồi. Nhưng cái này chúng ta sẽ phải phân biệt khi mà sau này chiếc Note 9 nó rất là cũ và nó lúc đấy nó sẽ hỗ trợ được lâu dài hay không thôi. Chứ còn tại thì hiện tại chúng ta dùng sẽ hoàn toàn như nhau. Bây giờ là nhu cầu anh em muốn dùng như nào thôi, mua của Mỹ được. Còn Mỹ có vật lợi thế là rẻ hơn anh em nhá. Hiện tại Note 9 của Mỹ mình bán chỉ khoảng tầm 9 triệu 150 đến 9 triệu 350 thôi.
Note 9 của Hàn Quốc mình sẽ bán tầm 9.450.000, bản 52GB thì cao hơn hẳn rồi 10 triệu, hơn 10 triệu. Note 9 của Việt Nam cũng tầm Note 9 của Hàn Quốc, giá tầm như vậy thôi, bản máy cũ anh em nhé. Thế nên là vấn đề anh em không cần phải so sánh nhiều đâu, anh em cứ thích cái nào anh em mua thôi, sẵn cái gì thì mua, chọn cái nào đẹp thì mua. Về lâu về dài anh em xác định dùng một vài năm thì chắc là của Mỹ nó sẽ hỗ trợ game tốt hơn về lâu về dài, của Hàn Quốc thì sẽ không ấy, nhưng mà đấy là quá là xa vời luôn. Bây giờ chúng ta cứ chọn cái nào chúng ta ưng dùng, chúng ta muốn dùng một hai sim ấy chúng ta nên mua của Hàn Quốc hoặc của Việt Nam, muốn dùng một sim thì mua của Mỹ, có đơn giản như vậy thôi. Thì mình cũng chỉ làm đến đây thôi anh em nhá. Anh em xem clip mà thấy thiếu thì anh em bổ sung giúp mình vào comment bên dưới video, và anh em thấy hay thì chia sẻ cho mọi người cùng xem. Anh em subscribe kênh YouTube của mình và yêu cầu những cái mình cần sẽ làm, mình sẽ làm cho anh em trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh em đã xem clip, chào tạm biệt anh em nhá.